Đây có ca sĩ Lý Hải luôn nha mọi người. Ủa anh Hải giờ xuống như vậy thân bạn với Long. Cái hôm ở Sài Gòn và cái hôm đó là mình quán nhậu hả? Hôm sinh nhật. Có quà uống với anh Hải. Để coi vắng vắng bớt kìa. Dạ. Bên đây chi vậy? Đây có anh Hải mới về trước mọi người. Ủa cả anh. Ở trong con thì giữ tình trạng trung tâm con có gia đình yêu cầu khi là con thắp hương đến cố ca sĩ Vũ Lâm con thì xin mời bà con có thể nhắn hết qua phía bên cái khu vườn nhãn bà con để trong chỗ để còn những bà con chưa thì được thay đổi Lý Hải nhé. Rồi này Lý Hải ra đúc nhang hả mọi người. Anh Hải có về nè ba Cường ơi, nhắc Cường nha. Không, anh quay phim cho là. Dạ. Anh Hải có về nè ba Cường ơi, ghé thắp hương cho. Thank you.